Chính phủ cũng vừa ban hành nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó thì hành vi đưa thông tin không chính xác về thị trường bất động sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo nghị định vừa ban hành, việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn, làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là bị cấm đồng thời các hành vi khác như là chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, khai thác sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định, cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cũng bị cấm. Do đó, nếu các cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị tri cứu trách nhiệm hình sự. Hiện tại theo nghị định này thì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành và khai thác